Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị trận chung kết rất hay vừa diễn ra chiều qua, ngày 7 tháng 5 năm 2023. Trận này, Lưu Hoan cầm đỏ đi tiên, Trần Hạnh Lâm cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun.
将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, trận Hạnh Lâm buông cờ nhận thua, xin chúc mừng Lưu Hoan vô địch và lên Tân Kỳ Vương. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.